Bring me viewer! Chào các bạn, mình là Minh Muối đây. Và chúng ta sẽ lại cùng nhau vắt sữa chuyên mục hỏi đáp cùng Lato AZ. Và hôm nay là số hỏi đáp thứ 70 rồi. Và đồng hành với mình trong cái buổi hỏi đáp này thì không ai khác, đó chính là Duy View. Duy chào các bạn đi các nhỉ. Hello, xin chào anh em. Chúng mình lại ở nhà tuần thứ 2 mình nhỉ. Tuần này cũng là tuần thứ 2 rồi. Và sau cái thông tin về chủng ca bệnh mới thì chắc khả năng cao là anh em mình vẫn tiếp tục lại ở nhà thêm vài tuần nữa. Tôi nghĩ là thế. Khả năng cao là chúng ta sẽ phải tiếp tục ở nhà. Và trong những số chia sẻ, những số hỏi đáp này thì mình xin phép đeo một cái tai nghe siêu to để có được cái chất lượng âm thanh tốt nhất. Và ok, không trình bày dài dòng, hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với cái số hỏi đáp thứ 70 mình nhỉ. Đúng rồi, thứ 70 đúng không? Thế là gần tròn 1 năm rồi đúng không? Đây gần tròn 1 năm anh em mình làm hỏi đáp rồi, đúng không? Gần tròn 1 năm. Đúng rồi đấy. Ok, vậy thì đến với câu hỏi đầu tiên của bạn Cường Nguyễn. Thì bạn hỏi là khi nào là thời điểm tốt để mua laptop giá rẻ? Đây một câu hỏi rất là hay. Giá rẻ nhất luôn. Hỏi rất là hay. Chỉ cái này thì mình nghĩ rằng là cái câu hỏi mà rất nhiều anh em đang phân vân, nhất là anh em sinh viên. Khi mà chúng ta có một cái mức tiền nó không được cao ấy, thì chúng ta luôn muốn mua laptop ở một cái mức giá rẻ nhất. Thì thường sẽ có một cái thời điểm mà mình nghĩ rằng là cái thời điểm mà rất là ngon, đấy chính là khi mà chúng ta trước khi mà các bạn sinh viên vào đại học tầm khoảng tháng 8, tháng 9. Thì thường là lúc đấy thì chúng ta sẽ có máy, cái nguồn hàng nó dồi dào là một này. Thứ hai là các shop hay là các cửa hàng thì sẽ có các cái chương trình khuyến mãi để mà có thể kích cầu tiêu dùng cho các bạn sinh viên. Thì đây cũng là cái khoảng thời gian mà chúng ta sẽ có nhiều chương trình khuyến mãi ngon nhất. Và giá của laptop nó sẽ là cái mức giá mà dễ chịu nhất. Ok. Vậy thì với câu hỏi thứ hai của bạn Đạt Hoàng Hữu Tiến thì bạn hỏi là hai anh em trai và hội bạn em hỏi. Lại hội bạn em à? Ôi, lại làm công đức để để nghe hội bạn chấm trình bày. Thì bạn bảo là học công nghệ thông tin tầm 10-16 triệu để chọn máy nào. Đấy, hội bạn em hỏi như thế. 10 đến 16 triệu bạn có hai lựa chọn. Một là ThinkBook 14G2. ThinkBook 14 Gen 2 đấy. Và thứ hai nữa là IdeaPad 5 phiên bản full nhôm. Đấy là hai cái lựa chọn mình nghĩ là ngon nhất trong cái tầm giá 10 đến 16 triệu cho các bạn học công nghệ thông tin. Hoặc có một lựa chọn nữa, lựa chọn thứ ba đấy là Acer Swift 3. Đấy, ba mẫu máy đấy để cho bạn lựa chọn. Mỗi mẫu thì sẽ có một cái ưu điểm riêng. Ví dụ như kiểu là IdeaPad 5 thì sẽ là mẫu máy mà mình cho rằng là có cái chất lượng build nó ngon nhất, cứng cáp nhất. Còn tiếp theo thì là Acer Swift với lại cả ThinkBook thì sẽ có một cái điểm tốt, đấy chính là chúng ta có thể mở rộng được RAM. Và cái khả năng mà mở rộng được RAM thì nó sẽ rất là tốt khi mà chúng ta học công nghệ thông tin. Ok, vậy thì đến với bạn thứ hai, bạn hỏi là cũng là công nghệ thông tin nhưng tầm 22 triệu và chơi CSGO thì máy nào là ngon nhất? Đấy. Tầm 22 triệu à, chơi CSGO thì thường thì mình sẽ chơi CSGO thì ta sẽ lấy những cái mẫu máy mà có màn và cái tần số quét nó cao cao một chút thì nó sẽ phù hợp với cả chơi CSGO. Ví dụ như là 22 triệu thì mình nghĩ ra một mẫu máy đấy là Lenovo Legion 5 phiên bản màn 120 hoặc là 144, tầm 22 triệu có không nhỉ Duy nhỉ? 22 triệu thì chắc chỉ lấy được Ryzen 5 1650 thôi và cũng khá là hiếm. Hoặc là có một mẫu nữa đấy là bạn có thể lựa chọn là IdeaPad Gaming 3 thì mức giá nó chỉ tầm khoảng là 17-18 triệu thôi, lắp thêm thanh RAM nữa vào là chúng ta có thể là thoải mái để chiến được CSGO hay là các phần mềm công nghệ thông tin rồi. Thứ hai nữa là IdeaPad Gaming 3 thì sẽ có bàn phím rất là ngon để có thể phục vụ việc học công nghệ thông tin. Và thứ ba nữa là nó có màn tần số quét là 120Hz. Thì khi mà chúng ta chơi CSGO thì việc làm màn 120Hz thì nó hỗ trợ chúng ta khá là nhiều đấy. Ok. Câu hỏi thứ ba thì bạn hỏi là giữa Legion 5 sách tay Ryzen 7 4600H 21 triệu, Legion 5 chính hãng, Ryzen 5 24 triệu rưỡi và Legion 5 hàng sách tay cùng CPU Ryzen 5 thì nên chọn con nào? Cái này thì nó thiên về cái vấn đề gọi là niềm tin của người tiêu dùng với lại cả cái mặt hàng. Thường thì hàng trưng bày này hay là hàng sách tay thì nó luôn có một cái điều gì đấy sẽ khiến cho các bạn cảm thấy không an tâm. Còn đối với bản thân mình thì mình nghĩ rằng là lựa chọn phiên bản hàng sách tay thì cũng khá là ok rồi. Thường thì nó sẽ rẻ hơn so với hàng chính hãng khoảng từ 1 cho đến 2 triệu. Và chúng ta sẽ không phải bị chịu một cái cảm giác là hàng nó đã dùng rồi như là hàng trưng bày. Ok. Và đi câu hỏi thứ tư, bạn hỏi là học công nghệ thông tin thì nên một chip Intel AMD. Cái này mình cũng đã trả lời rất là nhiều rồi. Học công nghệ thông tin thì chọn chip Intel hay AMD thì cũng đều được cả. Bởi vì phần lớn các phần mềm phục vụ cho ngành công nghệ thông tin hiện nay thì đều hỗ trợ hai con chip này rất là tốt rồi. Bạn không phải sợ rằng là chip AMD nó hay lỗi nữa, thoải mái đi. Ok, vậy thì câu hỏi tiếp theo thì xin mời Nhung đọc. Câu hỏi số 3 nhỉ, của bạn X-Train.
Chào hai anh, em đang muốn lên Win 11 trên Acer Nitro năm 2021. Hiện tại thì có cải thiện được gì về hiệu năng hay không? Với lại cả TPM 2.0 á, phải là TPM chứ. Và TPM 2.0 là gì? Và cách để kiểm tra xem trên laptop có cái này hay không kiểu gì ạ? À, cái này thì là bạn có thể gõ cái dòng lệnh là TPM.msc ở trên lệnh run. Thì bạn có thể dùng Windows R để có thể là vào run để có thể gõ thử là tpm.nfc là hoàn toàn là có thể check được cái này. Tpm.msc ấy đúng không? Đấy là tiếng Việt. Platform module, cái này thì ở trên chắc là Win 11 mới có cái mới đấy, chắc cũng chẳng gì đặc biệt. Cái này thì trên các cái mẫu máy laptop mà kiểu từ đời 2016 đổ về đây thì mình thấy rằng là nó cũng đã có rất là nhiều cái TPM 2.0 này rồi. Cho nên là Acer Nitro 5 thì mình nghĩ là có luôn rồi, không cần phải kiểm tra. Và thứ hai nữa là chạy trên Win 11 thì có cải thiện được gì về hiệu năng hay không? Thì trên laptop AZ thì cũng đã có một video về việc là sử dụng laptop, sử dụng lên Win 11 xem là khi mà chơi game nó có tăng hiệu năng hay không, bạn có thể tham khảo nhé. Câu hỏi thứ tư đi, của bạn 7 con gà. Hai anh ơi, em đang phân vân giữa con HP Omen và Lenovo Legion 5 cùng là cặp 1660 Ti thì em nên chọn con nào ạ? Và nhu cầu của em là làm việc đồ họa với vài game 3A thôi, mong hai anh trả lời. Duy đã dùng qua hai con máy này rồi thì Duy thấy sao? Tôi nghĩ thì nên chọn HP Omen cho nó nhẹ, tại vì là bạn làm đồ họa sáng tạo nhiều, di chuyển nhiều, lấy Omen cho nó nhẹ cân. Còn về hiệu năng lẫn là mấy cái máy này nói chung là nó cũng xem nhau nên là rất là khó để so sánh. Mình sẽ chọn HP Omen. Ok, cảm ơn Duy. Đến câu hỏi số 5 đi, của bạn Hiệp Huy. Lại Huy à? Lại Huy. Mấy Huy dạo này rất là hot đấy nhá. 20 triệu thì quất con nào ngon ạ? Em học kinh tế, giải trí nhẹ nhàng, LOL, Valorant. Em đang ngắm con Vivobook S533 bản cạc rời. Em thì không thích máy gaming và ưu tiên là màn 15.6 inch ạ. Không thích máy gaming, ưu tiên 15.6 inch. Học kinh tế, giải trí nhẹ nhàng, LOL, Valorant. Thì lấy con Zenbook 07Q, tội gì lấy con Vivobook nhỉ? Chỉ vì là màn 15 inch sao? Đúng rồi. Mà Vivobook thì thường nó sẽ là được tính nó là ở cái phân khúc dưới so với cả Zenbook. Thế thì tôi chắc nếu 15.6 inch thì nên chọn Vivobook S33 là ok, không vấn đề gì để chê em này cả. Chỉ là mình nghĩ không tầm tiền mới thể chọn 47Q có cặp giờ, chip Ryzen chơi cũng sẽ ok. Bạn ơi, nhưng mà nó là màn 14 inch. Kệ thôi, mà 14 inch, 15 inch tôi thấy là tôi dùng 14 inch tôi thấy là nó không khác nhau quá nhiều so với 15 inch với cá nhân tôi. Nhưng bạn ý là ưu tiên 15.6 inch. Ngoài ra thì tầm 20 triệu thì tôi thấy rằng là ở bên Dell Inspiron ấy nó cũng sẽ có một vài các con máy nó rất là ngon đấy, bạn thấy có con nào ok không? Trong đó có khoảng là 5515, 5505 với 5502 là 3 mẫu 15 inch tại hiện tại là tương đối ok. Rồi ok. Đấy là những cái mẫu mà bạn có thể là tham khảo. Câu hỏi số 6 đi, của bạn à Thiên Lập à, Thiên Lập Nguyễn. Anh cho em hỏi là em đang phân vân giữa việc mua Lenovo Legion 5 phiên bản Ryzen 7 đời 5000 RTX 3060 ngon đấy và một màn hình rời, hay là mua Lenovo Legion 5 Pro Ryzen 7 cũng tương tự cấu hình trên. Hai con này thì em xem thông số thì khác nhau mỗi màn hình. Công việc của em là làm đồ họa, hay là giữa tầm giá 45 đến 50 triệu thì còn sự lựa chọn nào tốt hay không? Em xin xin các anh cho em xin ý kiến. Em chỉ nhìn qua về thông số thôi thì em không nhận ra là con Legion 5 Pro nó là màn 16.1. Cái màn 16.1 này là màn 16 chiêm 10 2K 165. Và cái màn này mà mua rời ở ngoài nó không rẻ một tí nào cả. Thành để ra thì để có một cái màn hình rời để so sánh một cái màn hình như của Legion 5 Pro á thì nó hơi khó. Thành thể ra thì là anh thì anh sẽ mua con Legion 5 Pro luôn. Rồi màn hình rời lúc nào có thể mua sao cũng được. Tại vì là màn con Legion 5 Pro thực sự rất là tốt. Tại vì màn 16.10 165 sau lại còn 2K nữa ở trên màn hình rời, mình nghĩ là phải đến 10 triệu. Cũng phải sát đến khoảng 7-8 triệu đến 10 triệu là căng. Đúng rồi đấy. Đúng rồi, thế thành thể ra đấy là cả rẻ như kiểu là màn của LG hay Pro Art các thứ ấy, thì nó cũng phải tầm khoảng từ 8 đến 10 triệu thì mới có màn 2K, xong rồi là tần số quét cao mà độ phủ màu lại cao nữa. Kể cả rẻ nhất bây giờ Era cũng phải 5-6 triệu, 6-7 triệu đấy, tôi nhớ nhầm là thế. Nên là chọn 5 Pro tại vì là tản nhiệt nó sẽ tốt hơn nha. Đừng có hiểu nhầm 5 Pro kiểu gì tản nhiệt nó sẽ tốt hơn, tại vì đó là màn 16 inch. Kích thước máy nó là 16 inch, nó to hơn. Câu hỏi thứ 7 của bạn. Ok, cảm ơn Duy. Mình nói đi, tại vì là âm thanh nó hơi bị tệ đúng không? Câu hỏi số 7 đi, của bạn Hữu Đạo Trần. Cho tầm giá 20 triệu thì máy nào tốt ạ? Em thì thích chơi game ổn này, học công nghệ thông tin có thể hơn một chút. Nếu là Lenovo Legion 5 2020 thì option thấp nhất có ổn không? Chúc kênh ngày càng phát triển. Ổn, không có lý do gì, không vấn đề gì, không chọn cả.
Nói chung là có một từ duy nhất là ổn thôi. Đúng rồi, tại vì có hàng để mua không là quan trọng chứ. Ổn thì chắc chắn là ổn. Câu hỏi tiếp theo của bạn Vui Cùng Tiên Học 300 bài quốc thiếu nhi đây này. Chào hai anh, thì em đang phân vân giữa các mẫu máy tầm giá 30 triệu đổi về có Acer Nitro 5 Eagle, HP Omen 2020, Lenovo Legion 5, nhu cầu em làm việc học tập trực tuyến, render video full HD 2K, em có edit ảnh nhẹ nhàng giả lập càng tốt, chơi game FPS máy mắt cho phép custom RAM, hỗ trợ ổ cứng SSD và HDD, sử dụng lâu dài thì em nên chọn máy nào, chúc kênh ngày phát triển, thì giữa ba mẫu máy này mình chọn mẫu nào. Nếu như mà xét về sử dụng lâu dài thì chúng ta loại Acer Nitro 5. Bởi vì tôi thấy là nếu phải xét sử dụng lâu dài thì tôi nghiêng về HP Omen và Lenovo Legion 5 hơn. Lenovo Legion 5 tầm giá 30 triệu này thì tôi thấy là đang khá là hiếm hàng. Nếu lựa chọn thì tôi sẽ lựa chọn là HP Omen đầu tiên, sau đấy thì sẽ đến Lenovo Legion 5. Ok. Vậy thì... Ý Duy thì sao? Tôi nghĩ tôi sẽ chọn HP Omen. Vẫn thích HP Omen nhất, tại vì nó thiết kế đẹp với cả nó cũng gọn nhẹ, thoải mái để cho những bạn nào làm những công việc dạng dạng như bạn này thì cũng sẽ vẫn là hợp lý. Ok. Rồi, câu hỏi tiếp theo đi của bạn Minh Trần này. Laptop nào tầm giá từ 35 triệu đổ xuống là ok nhất ạ? Em đang phân vân giữa con Lenovo Legion 5 2021 và Acer Nitro 5, đều là Ryzen 7 RTX 3060, dùng lâu dài và chơi một vài tựa game 3A, hầu hết các game eSports, và mong hai anh tư vấn. Ôi dồi ôi, 35 triệu và so Legion 5 với cả Acer Nitro 5 thì quá là lệch rồi. Con nào đắt hơn thì mua đúng không mình nhỉ? Đúng rồi, con nào đắt hơn thì mua. Nhưng mà thường tôi thấy thế con 3060 của Legion ấy, nó ăn nhiều điện hơn, chắc chắn hiệu năng là cao hơn. Đúng rồi, chắc chắn hiệu năng cao hơn. Một con là Lenovo Legion 5 thì sẽ là ăn 130W điện, còn bên kia thì chỉ ăn từ khoảng là 85-95W điện là căng thôi. Vì vậy thì nếu lựa chọn tôi vẫn chọn Legion 5 hơn. Ok, vậy thì bạn đã bổ sung thêm là nếu xuất màn hình rời thì nên chọn màn hình nào cong thì nó tốt. Rồi bạn đã không nói ra tiền thì chắc là chọn con Alienware nhỉ. Mấy con màn hình của Alienware cực kỳ đẹp luôn. Khoảng 10 triệu, 12 triệu thì đây là có một con màn hình Alienware rồi. Hợp lý. Bạn lại chôn rồi. Ok, vậy câu hỏi tiếp theo của bạn Nguyên Nhật. Thì bạn hỏi là trên 15 triệu thì học công nghệ thông... À đâu, dưới hay trên nhỉ? Trên 15 triệu đúng không? Chắc là trên. Công nghệ thông tin tự động hóa giải trí nhẹ nhàng lớn là Valorant thì có máy gì không? Trên 15 triệu mà chọn thoải mái đi. Bạn này học xong ngành đúng không ạ? Học cả tự động hóa lẫn học cả công nghệ thông tin nữa. Chủ nhân đấy. Thế thì chọn cả iPad Gaming 3 là hay, bạn này mà bạn này mà vào rap Việt thì tôi nghĩ rằng là sẽ bị loại ngay, tại vì ban giám khảo rap Việt không thích bạn nào học hai ngành đâu. À ok. Thế thì rồi, ok. Khoảng 15 triệu thì chọn iPad Gaming 3 là hợp lý nhỉ? 7 triệu thì không vượt budget quá của bạn. Mình nghĩ là bạn bảo dưới 15 triệu đi, trên 15 triệu thì đơn giản. Trên 15 triệu thì cụ thể là 17 triệu chúng ta có iPad học tập 3 rồi. Thoải okay. mái theo công nghệ thông tin và tự động hóa luôn. Còn tiếp theo bạn Vũ Phúc nhé. Thì bạn hỏi là chào hai anh, lại là ký túc xá phòng em. Trời ơi, truyền thuyết của ký túc xá này. Đứa thứ tư thì em muốn hỏi laptop. Không mua laptop. Lại kéo tối rồi. Tầm 22 cộng 1. Ba đứa kia là từng được lên laptop AZ rồi. Giờ đến đứa thứ đây, tư. Bây giờ đứa thứ tư. Tầm 22 cộng 1 thì cần một con lap học tập. Em đang tính mua Acer Nitro 5 mà không biết mua bản AMD Intel. Như cái mà công nghệ thông tin mong anh tư vấn. Và cho tầm giá có mua máy nào khác ngon hơn không, mong anh tư vấn. Thì giữa hai máy này bọn mình đã có video review so sánh rồi, nên bạn có thể tham khảo trên kênh. Chắc chắn là sẽ chọn đi cho 5-2021 bản AMD. Còn bản Intel chỉ là chi tiết kiệm điện rồi tăng điện thôi. Thế nên là nó không thực sự ngon như là các bạn sẽ lựa chọn phiên bản đấy đâu nhé. Thế nên là recommend bạn đấy lấy bản AMD là tốt nhất. Ok, cảm ơn bạn Duy. Đến với câu hỏi số 12 của bạn Tùng Nguyễn Quang. Hai anh đẹp trai cho em hỏi là Acer Nitro 5 với IdeaPad học tập 3 thì con nào bền hơn ạ? Em cảm ơn và chúc kênh ngày càng phát triển. Nếu mà nói về trả lời khác thì đấy mình biết rồi, mình hiểu ý rồi đấy. Nhưng là bền hay không thì nó là đồ điện tử. Nay sống mai chết. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là bạn ấy muốn hỏi thêm về cái vấn đề cái chất lượng hoàn thiện với cả cái độ cứng cáp của mấy con máy này. Thì tôi đã sử dụng qua hai con máy này rồi, thì tôi đánh giá là IdeaPad học tập 3 nó có phần cứng cáp hơn so với cả Acer Nitro 5. Rồi, tôi chỉ chia sẻ thế thôi. Okay. Còn bền hơn thì như Duy nói, tùy thuộc tay người sử dụng. Câu hỏi thứ 14 bạn Huy Nguyễn, lại là Huy. Trời ơi, lắm Huy vậy. Chào anh, em đã like và đăng ký kênh rồi. Nhưng mà hỏi là nếu như máy của em là ROG Strix 513 Ryzen 7 3050, nhưng thấy FPS không đúng lắm. Chỉ tầm 90 khi chơi RL, còn CSGO chỉ 60 và RAM 8GB có sẵn máy. Thì em có nâng cấp lên để chơi Assassin's Creed hay mấy game AAA nữa không? Thì mình đoán được đây là vấn đề gì không? Chắc chắn là có một vấn đề về RAM rồi đúng không? Chắc chắn rồi không ạ? RTX 3050 thì nó là RTX, và RTX nó rất là tốn tài nguyên của băng thông RAM. Thế nên hãy nâng cấp RAM nha.
nâng gấp một thành 8GB nữa, chạy đua channel là 16GB là tốt nhất. Đúng rồi, mà G513 thì tôi nghĩ là với cái cấu hình này thì thoải mái mà chiến các tựa như Assassin's Creed rồi. Nhưng mà chỉ cần nâng thêm một thanh RAM nữa thôi là đủ đua channel để mà chơi các cái tựa này rồi. Câu hỏi thứ 15 của Lưu Phan thì bạn hỏi là cho mình hỏi là có Corrupt Ryzen 7 5700U với Radeon Vega 8. Nó đang gắn sẵn một cái màn hình 2.5K 90Hz. Nếu mình cắm thêm màn hình 2K nữa có thêm không gian để gánh nổi không? Thì mình nghĩ là khó gánh. Cái này hơi khó đấy. Tôi nghĩ là cái việc là Radeon Vega 8 nó gắn một cái màn 2.5K xong rồi 90Hz rồi thì nó cũng khá là hơi đuối rồi đấy. Và nếu như mà chúng ta còn gánh thêm một cái bình thường ấy, nếu như mà chúng ta sử dụng cái này mà cho các tác vụ văn phòng thì tôi nghĩ là ok rồi. Nhưng mà nếu như mà để chơi game thì hoàn toàn là không thể. Thứ hai nữa là gánh thêm một cái màn 2K nữa để mà có thêm không gian thì tôi nghĩ rằng là càng không thể hơn. Đấy là bởi vì là nó không được mạnh lắm đâu. Con Vega 8 này không được mạnh cho nên là gánh thêm hai cái màn này thì tôi nghĩ là hơi đuối. Ừ, ok. Còn tiếp theo bạn Phong Nguyễn Đức thì bạn hỏi là anh ơi cho em hỏi con cạc i7-1165G7 chỉ dùng RX Xe tích hợp và 8GB RAM có làm được đồ họa không, em cảm ơn. Đã làm được không ạ? Thì bạn hỏi thế là chắc có render video khoảng 160p 60fps. Mình nghĩ là RX Xe thì phải đi cùng 16GB RAM thì may ra thì làm đồ họa render mấy cái video khoảng Full HD 60p này là ok nhất. Còn mình nghĩ là khoảng 8GB RAM single chắc đuối không chạy được, tại vì là con RX Xe nó cần phải có đua channel mới là tốt nhất. Ừ, nó phải có dual channel thì kích lên được là XE. Còn nếu mà Iris mà chỉ có single thì nó chỉ là cạc đồ họa Iris thôi. Iris Plus, đấy. À, thôi. Câu hỏi tiếp theo đi của bạn Điền Phan. Cho em hỏi là trong tầm giá khoảng 20-25 triệu thì để học tập office cơ bản như là xem phim này, học tập này, thỉnh thoảng chơi game nhẹ nhàng thì máy nào tốt ạ? Yêu cầu là máy phải có khả năng nâng thêm RAM này, màn đẹp, pin dùng lâu và ít ồn, quan trọng là máy mát với bền, không yêu cầu cao về thiết kế. Mong được tư vấn, em cảm ơn chúc kênh ngày càng phát triển. 25 triệu mình nhận công nghệ hơi khoai nhỉ. Bây giờ con nào cũng đi theo xu hướng là hàng chết RAM thì có tôi nhớ không nhầm là tôi nghĩ là có bạn nghĩ ra con gì, không có con nào kiểu muốn nâng cấp RAM mà nó chơi hàng một con mà nó cấp RAM sẵn luôn, là con Lenovo ThinkBook 13S Gen 2 một phát ăn luôn, nghĩa là chỉ mua về là dùng thôi, không cần phải lo về vấn đề nâng cấp nữa. Ở laptop là nó có sẵn 16GB RAM rồi đúng không? Thì có thể là ngoài Lenovo ThinkBook ra, Lenovo ThinkBook 13S Gen 2 tôi nhớ là có rất là nhiều mẫu máy Lenovo Yoga C940 có 12GB RAM sẵn và i7-1065G7 và 23.2 ở laptop AZ, thì tôi nghĩ mức giá này và cái mức hiệu năng trong ra nó đáp ứng được cái nhu cầu của bạn này 100% như vậy. Và cũng không phải nâng cấp RAM nữa, tại vì có 12GB RAM rồi và pin ổn, dùng lâu, máy mát bền là cái điểm rất là lớn của Lenovo những năm gần đây rồi, nên là rất là khó để có thể là chê chắc gì những mẫu kiểu Lenovo Yoga C940 cả. Rồi, ok, cảm ơn bạn. Ngoài ra thì mình có bổ sung thêm là còn có con ThinkBook 14S Gen 2 nữa thì cũng có thể là nâng cấp được RAM với lại cả thêm 2 SSD nữa. Ok. Câu hỏi tiếp theo của một bạn là TKB MLEKNB thì bạn hỏi là ắt là cho em hỏi, em mới mua con máy được khoảng 1 tháng, nó gọi là 65 đấy, i7 với cộng 60. Em chơi game spec vừa CPU cũng đạt được 90 độ thì ắt là cho em hỏi có ảnh hưởng gì máy không và có vấn đề gì khắc phục không? Chơi game Genshin Impact thôi nhưng mà CPU lúc nào cũng trên 96 độ rồi thì tôi thấy rằng là nó cũng có vấn đề rồi đấy. Hơi bất ổn. Nếu như mà chơi game Genshin Impact, mình đã sử dụng con GL65 này rồi và chơi các tựa game nặng thì nó cũng không thể nào mà lên được đến cái mức là 90 độ cả. Khi mà CPU của bạn đã lên 96 độ thế này rồi thì chắc chắn là có vấn đề. Bạn hoàn toàn có thể lấy ra để có thể vệ sinh này, xem là quạt tản nhiệt nó có chạy hay không. Và thứ hai nữa là nếu như mà có chạy rồi mà vẫn 96 độ thì có thể là thay tra keo tản nhiệt và vệ sinh máy. Đấy là những cái thứ mà mình có thể là khuyên bạn. Mới hơn 1 tháng nhỉ, thật là đáng tiếc. Câu hỏi 19 của bạn Hùng View thì bạn hỏi là trong tầm giá 24 triệu thì Legend 5 i7 1650Ti và Bravo 15 Ryzen 7 cái phiên bản bạn review ấy thì con nào phục vụ học công nghệ thông tin với chơi game tốt hơn ạ? Em bảo chip AMD lỗi làm việc không ổn định bằng Intel, không biết đời này chip AMD đã ổn định chưa, mong anh tư vấn. Nếu như là để so sánh hai con máy này nhá, xét về hiệu năng thuần, MSI Bravo 15 hoàn toàn có thể đập chết Lenovo Legion 5 luôn. Okay. Tôi có thể khẳng định như thế. Tiếp theo là đến cái việc là chip AMD lỗi và ổn định
khi và làm việc không ổn định bằng Intel thì tôi nghĩ rằng là sai, bởi vì là chip AMD không có lỗi quá nhiều trong cái thời kỳ này cả. Bởi vì là các nhà sản xuất này hay là các bên cập nhật phần mềm thì cũng đã cập nhật rất là nhiều bản vá lỗi rồi, và nó khiến cho cái chip AMD cái thời gian hiện nay ấy, thì nó được hỗ trợ rất là nhiều, và cái việc là lỗi vặt nó cũng đã giảm đi rất là nhiều rồi. Còn tiếp theo là để phục vụ học công nghệ thông tin và chơi game tốt, xét về học công nghệ thông tin thì tôi sẽ nghiêng về Lenovo Legion 5 hơn, xét về để chơi game tốt thì tôi sẽ nghiêng về MSI Bravo 15 hơn. Còn nếu như mà để tổng hợp hai cái này thì tôi sẽ chọn Lenovo Legion 5 phiên bản Ryzen và 1650 Ti. Ok. Hoặc là tầm giá 24 triệu thì có thể là cố lấy Ryzen 5 rồi 1660 Ti thì tôi nghĩ rằng là nếu mà kiếm được máy thì vẫn được. Ok. Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi cuối cùng của hôm nay là bạn Đức An thì ad cho em hỏi là Latitude 5491 user i5 16GB 512GB hay là Inspiron 5505 R5 8GB 216. Nhu cầu em là chơi LL đúng không ạ? Ổn. Chúc ad mình càng phát triển. Ui, nghe đến Latitude 5000 series là thấy là không có kèo cân cho Inspiron, chắc chắn là sẽ chọn Latitude 5191 là tốt nhất đúng không mình? Latitude nó là dòng sản phẩm rồi. Doanh nhân cao cấp nên là rất là khó để so sánh. Cái này là mình nghĩ là sẽ chọn Latitude, với cá nhân mình sẽ lựa chọn như vậy. Nhưng mà nếu như mà tôi lại thích máy mới hơn. Còn nhu cầu của bạn ý chỉ là chơi LOL này mà đồ họa 2D ổn thì tôi nghĩ là Inspiron 5505 thì cũng là một cái sự lựa chọn rất là ngon đấy chứ. Chúng ta sẽ có một chiếc máy mới này, và máy mới thì chúng ta sẽ không phải lo sợ về việc là linh kiện trong cái quá trình mà chúng ta không sử dụng ấy nó bị lỗi thời chẳng hạn. Đấy. Nhưng mà rất tiếc có là một cái 5505 thì cái màn hình lại không bằng 549 đúng là được, và chắc chắn. Cái đấy là chắc chắn rồi. Thì lại không được đúng không? Đấy, thế nên là sẽ chọn 5491 thôi. Mình sẽ chọn 5491. Ok, và đó là tất cả gì trong video ngày hôm nay, video hỏi đáp Work From Home thứ 2 của mình. Hy vọng là bạn sẽ có nhiều thông tin hữu ích hơn ở những số hỏi đáp này, và nếu các bạn nào có những câu hỏi thì hãy comment dưới phần bình luận. Còn mình là review, còn bên cạnh mình đây là mình là Minh Muối. Nói to lên rồi Minh. Thế à, không nghe thấy à? Mình là Minh Muối. Đúng rồi, mình là Minh Muối. Bây giờ thì xin chào. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào nhá. Và anh em nhớ thực hiện đủ 5K nhá. Ở nhà nhá. Đi đâu chơi nhá.